Sáng ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để ứng phó với bão số 4. Theo đó, để đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27 tháng 9 đến khi có thông báo tiếp theo. Đến 14 giờ ngày 27 tháng 9, ghi nhận tại hai phường Thọ Quang và Mân Thái, người dân đã bắt đầu di chuyển dần về các điểm tránh trú bão. Sau khi tăng ca làm sáng nay, người dân ở vùng trũng, vùng nguy hiểm đã dọn dẹp nhà cửa và đem các vật dụng cần thiết đến nơi tránh trú bão. Riêng tại phường Thọ Quang đã đưa một phụ nữ mới sinh được 6 ngày về trạm y tế phường để theo dõi sức khỏe và tránh bão. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên BLO.vn hiện đang có mặt tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi neo đậu của hơn 800 tàu thuyền của ngư dân khắp các tỉnh miền Trung đổ về để tránh trú bão số 4. Thời tiết hiện tại tại Đà Nẵng, khu vực ven biển Đà Nẵng thì đang bắt đầu có mưa lớn hơn và gió cũng mạnh hơn. Lực lượng biên phòng của thành phố đang sử dụng cano để tuần tra khắp các tàu thuyền neo đậu tại đây, và nếu phát hiện ngư dân nào còn ở lại trên tàu thì sẽ đưa vào bờ để tránh nguy hiểm. Trong sáng nay, khu vực Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà còn có 111 tàu cá của ngư dân các địa phương khác vào neo đậu cùng hơn 500 người. Trong âu thuyền Thọ Quang có hơn 600 người. Lực lượng biên phòng thành phố đã đưa ngư dân lên bờ và đề nghị quận Sơn Trà chuẩn bị địa điểm cho ngư dân ở lại. Được biết, quận Sơn Trà đã chuẩn bị hai phương án. Một là cho ngư dân tránh trú bão trong trụ sở ban quản lý cảng cá Thọ Quang. Nếu hết chỗ trú thì di chuyển ngư dân về hai trường học đã được quận Sơn Trà chuẩn bị sẵn sàng.